Xã hội ngày nay ngày càng nhiều người sợ béo, dù có thể họ rất gầy. Có lẽ vì quan niệm cái đẹp, cũng có thể vì họ thực sự quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Vì bạn biết đấy, béo phì có liên quan tới rất nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác. Có rất nhiều người có mặc định rằng, có những bệnh chỉ có người béo phì mới mắc phải, còn người gầy thì không. Ví dụ như bệnh mạch vành. Vậy thực hư rốt cuộc thế nào? Liệu có phải cứ người béo phì, thừa cân mới bị bệnh mạch vành? Hãy cùng bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đăng Vân, bác sĩ nội tổng hợp, khoa khám bệnh và nội khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng giải mã câu hỏi đó qua video sau đây nhé. Trước tiên hãy chắc chắn bạn hiểu rõ bệnh mạch vành là gì. Bệnh mạch vành là loại bệnh xuất hiện khi có một hay nhiều các nhánh của động mạch vành bị hẹp lại và bị cản trở do những mảng bám hình thành và tích tụ bên trong mạch máu. Bệnh mạch vành có nhiều biến chứng nguy hiểm như chứng xơ vỡ động mạch, nhồi máu cơ tim. Bên cạnh đó, bệnh mạch vành cũng làm cho tim phải hoạt động mệt nhọc hơn để có thể đem máu đến với mình nhằm duy trì sự sống. Điều này sẽ làm cho tim nhanh chóng bị suy yếu và dẫn đến những nguy cơ gây suy tim, loạn nhịp tim. Để có câu trả lời chính xác cho câu hỏi ở đầu video, hãy cùng tìm hiểu những yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành nhé. Trong số các yếu tố nguy cơ, một vài yếu tố có thể thay đổi được, số khác thì không. Cụ thể, các yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành có thể thay đổi được bao gồm: thừa cân hoặc béo phì, bệnh tiểu đường, huyết áp cao và cholesterol cao, thường xuyên căng thẳng, ít hoạt động thể chất, người có tiền sử hút thuốc hoặc hít phải khói thuốc, người có chế độ ăn uống không lành mạnh, bao gồm nhiều thực phẩm có nhiều chất béo bão hòa, muối và đường. Các yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành không thể thay đổi được bao gồm: tuổi cao, đặc biệt là trên 65 tuổi, tiền sử gia đình, đặc biệt nếu có người thân bị bệnh tim khi còn trẻ, giới tính, nam giới dưới 70 tuổi có nguy cơ bị đau tim cao hơn và mắc bệnh sớm hơn so với nữ giới. Người Mỹ gốc Phi có nguy cơ mắc bệnh cao hơn những người thuộc các chủng tộc khác vì họ thường có huyết áp cao hơn. Người châu Á và gốc Tây Ban Nha có tỷ lệ béo phì và tiểu đường cao hơn, do đó cũng có nhiều nguy cơ mắc bệnh tim. Như vậy, ta có thể thấy, không phải chỉ có người béo phì, người thừa cân, mà cả những người gầy có những yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành khác cũng có khả năng mắc bệnh. Trên thực tế, người gầy chiếm tỷ lệ khoảng 30-40% người bị bệnh mạch vành. Đây là con số không hề nhỏ, phải không nào? Xác định được các yếu tố nguy cơ giúp chúng ta có thể tránh, từ bỏ hoặc khống chế kịp thời những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được và biết rõ bản thân mình mang những yếu tố nguy cơ nào không thể thay đổi. Đối với tất cả mọi trường hợp, nguyên tắc bất di bất dịch luôn là đề cao phòng bệnh. Vì vậy, nên cố gắng tạo ra một cuộc sống với ít những yếu tố nguy cơ nhất có thể. Và sau đây là một số biện pháp nhằm ngăn ngừa bệnh mạch vành. Duy trì cân nặng ở mức hợp lý. Thực hiện chế độ ăn nhiều rau quả, cá, ít cholesterol và mỡ bão hòa. Lượng muối đưa vào cơ thể cần được hạn chế. Hạn chế ăn đồ ngọt. Không nên ăn phủ tạng của động vật. Không nên hút thuốc. Tránh uống rượu và các chất kích thích. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Tránh căng thẳng, mệt mỏi, áp lực, tạo cho bản thân tâm lý thoải mái nhất có thể. Một số bệnh lý liên quan đến bệnh mạch vành cần được điều trị, chẳng hạn như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì. Như bạn thấy đấy, dù bạn béo hay gầy thì bạn cũng cần quan tâm chăm sóc sức khỏe của bản thân. Nhưng hãy cố gắng giữ cho cơ thể luôn ở mức cân nặng ổn định, vóc dáng khỏe mạnh để giảm nguy cơ các bệnh liên quan đến béo phì bạn nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.